Cựu binh Mỹ khiếp sợ khi nhớ lại trận đặc công Việt Nam giáng đòn chí tử hủy diệt tổng kho Long Bình. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Việt Nam Stronger. Những ngày qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sâu sát về các vấn đề kinh tế, ngoại giao của đất nước. Trong một ngày cuối tuần thong thả như thế này, chẳng có gì là tuyệt vời hơn được ngồi lại cùng nhau ôn lại những câu chuyện lịch sử của dân tộc đúng không nào? Các bạn có biết, trong cuộc chiến khốc liệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, không một đội quân nào khiến lực lượng Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ngán ngẩm bằng đặc công quân giải phóng? Đó chính là ghi nhận thực tế nhất của James Dumwatt, một cựu trung tá thủy quân lục chiến từng chiến đấu nhiều năm tại Việt Nam. Vậy sự thật thì bộ đội đặc công Việt Nam đã khiến quân đội Mỹ phải run rẩy ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng tự kiểm nghiệm điều đó qua câu chuyện dưới đây. Đó là một trận đánh lừng lẫy, vượt rào kẽm gai, gài bom phá đổ kho Long Bình. Các bạn đã nghe đến tổng kho Long Bình ở Biên Hòa, Đồng Nai chưa? Được Mỹ xây dựng từ năm 1952, đây được coi là kho dự trữ chiến lược lớn nhất ngoài nước Mỹ của quân đội Hoa Kỳ. Với diện tích 24 km², nó là một kho dự trữ toàn bộ khí tài quân dụng quân trang của người Mỹ tại Việt Nam. Nó là một kho dự trữ bom đạn lớn nhất lúc bấy giờ, từ đạn súng nhỏ tới đạn pháo và cả vũ khí của máy bay. Tất cả số vũ khí đạn dược này sẽ phân bổ tới các căn cứ quân sự khắp miền Nam. Đây cũng là nơi làm việc của gần 60.000 nhân viên, một số lượng tương đương với quy mô dân số một thị trấn lớn nhất nước Mỹ thời đó. Mình nói vậy chắc các bạn cũng đã hình dung được tầm vóc và quy mô khủng khiếp của tổng kho Long Bình. Nhưng chưa hết đâu, ý thức được tầm quan trọng chiến lược, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tìm cách làm cho Long Bình trở nên bất khả xâm phạm. Chính vì thế mà nó được canh phòng cực kỳ cẩn mật đến nỗi là có thể tưởng tượng con kiến cũng không bò vào được. Ngày ấy, tổng kho Long Bình được bao bọc bởi 9 hàng rào cao 2m, bên trên chằng chịt gai. Khu vực nào trọng yếu thì được bảo vệ tận 12 lớp hàng rào kẽm gai. Khoảng cách vòng rào ngoài cùng đến vòng rào thứ hai dài hàng trăm mét. Ngay bên trong vành đai ngoài của doanh trại là các tháp canh nằm cách nhau 200-500m, luôn luôn có người canh 24/24. Cách bố trí này tạo cho phe phòng thủ có thể dễ dàng hỗ trợ nhau mỗi khi bị đột nhập. Ban đêm, đèn pha trên tháp canh liên tục quét cả bên ngoài lẫn bên trong vành đai ngoài cùng, từ chập tối tới lúc trời sáng. Tưởng như là đến con kiến cũng bị đèn pha dọi cho chói mắt mà chết, thế nhưng Mỹ vẫn không yên tâm. Nó còn cho buộc các hộp thiếp vào những hàng rào phía trong để người đột nhập nào sơ ý đụng phải sẽ phát ra âm thanh. Giữa các hàng rào còn có vô số mìn sát thương, vị trí đặt mìn được thay đổi liên tục để đối phương không tay nào đoán biết được. Mỹ còn cẩn thận thêm nữa là các bẫy pháo sáng cũng được cài nhiều nơi. Khi bị kích hoạt thì ống phóng sẽ bắn pháo sáng lên độ cao hàng trăm mét, rồi một chiếc dù bung ra giúp pháo sáng rơi xuống từ từ. Và trong lúc rơi thì nó sẽ soi rọi một vùng đất rộng lớn, và thế là nếu bị pháo sáng rơi thì ôi thôi rồi, cả người hiện ra, đến lúc đấy nghệ thuật ngụy trang nào địch nổi với pháo sáng đây. Nếu sơ sẩy một chút thì chỉ còn đường chết thôi. Quy trình bảo vệ của Mỹ cũng không tầm thường một chút nào, không tin tưởng thiết bị hoàn toàn nên Mỹ còn phải đặt niềm tin lên những người lính tuần tra. Binh lính liên tục tuần tra xung quanh bằng xe cơ giới, mỗi đợt tuần tra cách nhau 5 phút. Bên cạnh đó, lính tuần đi bộ cùng với chó đánh hơi cũng thường xuyên hỗ trợ lực lượng tuần tra thế giới, khiến cho người ta có cảm giác là không gì có thể lọt qua những bức tường rào đó được. Thế nhưng cái gì khó có bộ đội Việt Nam, bởi cái gì hoành tráng đến mấy cũng có điểm yếu của nó, mà bộ đội ta dù bé nhỏ đến mấy thì cũng có cái mạnh của bộ đội ta. Trận đánh tổng kho Long Bình của đặc công Việt Nam đã chứng minh sức mạnh phi thường của ta với thế giới. Sau khi quan sát và phân tích thì đặc công của chúng ta thấy rằng mìn bên trong các hàng rào thép gai tạo cảm giác an toàn cho những người phòng thủ nhưng cũng gián tiếp tạo thuận lợi cho người xâm nhập. Do có mìn nằm giữa các hàng rào nên người ta không thể vào đây để cắt cỏ, thế nên cỏ mọc rất tùm, và đây chính là lỗ hổng không ngờ của quân địch, tạo thành tấm ngụy trang lý tưởng cho đặc công của ta đột nhập vào căn cứ. Nhưng một căn cứ hoành tráng, uy nghi, đồ sộ và nghiêm ngặt như Long Bình thì việc đột nhập đâu phải là tiến hành ngay tức thời trong 1-2 tháng đúng không các bạn? Đột nhập ngay khi chưa có tính toán kỹ lưỡng thì sẽ nhận phải trái đắng đấy chứ đùa đâu. Nên đặc công của ta phải mất đến 2 năm dòng nuôi hận, 2 năm sau khi trinh sát và thu nhập được đầy đủ thông tin tình báo của một số mục tiêu thì chúng ta mới quyết lên kế hoạch phá pháo đài phòng thủ lớn nhất của địch là Long Bình. Thế nhưng cẩn thận cũng không kém quân Mỹ, trước khi một cuộc tấn công thực sự diễn ra, trung đoàn 113 đã thực hiện một buổi tập khô theo kế hoạch thật để thử xem có thành công hay không. Cũng xin nói với các bạn là buổi tập này chỉ có 2 chiến sĩ đặc công tham gia thôi. Để lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta không bị tổn thất quá lớn. Những chiến sĩ đặc công còn lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu để đánh phá Long Bình. Và thế là buổi tập khô đã diễn ra khi màn đêm buông xuống. Một cách chậm rãi, hai người dễ dàng tiếp cận vành đai ngoài cùng nhờ sự che phủ của cỏ. Khi tới hàng rào, họ không cắt dây kẽm, bởi nếu cắt mà đến sáng đội tuần tra của Mỹ nó mà phát hiện ra, thì ôi thôi rồi lượm ơi. Chả khác gì là lại ông tôi ở bụi này. Không cắt dây kẽm, thay vào đó hai người tìm cách kéo các sợi dây ra, tạo khoảng hở vừa đủ để chui vào trong. Sau đó thì phục hồi lại nguyên trạng, vượt được hàng rào ngoài cùng, đội trinh sát chậm rãi trượt qua bãi mìn. Vừa trườn vừa tìm cách găm đinh vào các bẫy pháo sáng để vô hiệu hóa mìn, tránh pháo sáng nổ và địch phát hiện.
Cứ thế thì bắt đầu từ 8 giờ tối và đến 11 giờ khuya thì đến được giữa hàng rào thứ 5 và thứ 6, tiến độ đã được thực hiện đúng. Dù vậy, các anh đặc công của chúng ta kinh nghiệm cũng đầy mình rồi nên cẩn thận lắm và không đóng vội. Tuy vẫn còn nhiều giờ nữa mặt trời mới mọc nhưng nhóm không tiến quá gần tới phía trong căn cứ lúc bình minh lên. Thế nên lợi dụng cỏ cao, hai thành viên đào mỗi người một lỗ dưới đất và trườn xuống đó nằm đợi. Cái lỗ dưới đất được đào khéo đến nỗi mà đến khi bình minh lên, những người phòng thủ của địch không biết rằng có hai người đang nằm dưới đất ngay bên hồng địch. Không phải là hai lính nữa mà là như hai con tắc kè hoa với tài ngụy trang đẳng cấp xuyên biên giới luôn rồi. Và rồi đến khi màn đêm buông xuống thì hai đặc công đã lặp lại các thao tác để tiến hành vượt qua các hàng rào còn lại. Đến quá nửa đêm họ trườn qua hàng rào cuối cùng tiến vào khu nhà kho. Tại đây họ tranh thủ tính cự ly giữa các mục tiêu và xác định khoảng thời gian cần để tiếp cận chúng. Nhiệm vụ hoàn tất, nhóm rút lui lặng lẽ y như lúc đột nhập, trườn qua 9 hàng rào đúng theo lộ trình khi họ đến. Thế là hai chiến sĩ đặc công trở về an toàn một cách khó tin. Và sau buổi tập khô thành công, một cuộc tấn công Long Bình chính thức đã được diễn ra. 20 chiến sĩ đặc công chia làm nhiều đội, lặp lại các thao tác đã làm ở buổi tập khô để tiến qua 9 hàng rào thép gai với căn cứ Long Bình. Sau khi toàn đội lọt qua hàng rào cuối cùng, ai nấy đều lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình mà không để địch phát hiện. Họ cài chất nổ gắn với thiết bị hẹn giờ MI-8. Thiết bị chỉ bé bằng ngón tay này cho phép cài thời gian phát nổ chậm hàng tiếng đồng hồ để nhóm đặc công có đủ thời gian rút về nơi an toàn. Sau khi hẹn giờ nổ là 3 tiếng đồng hồ, đội đặc công bắt đầu rút. Toàn đội tập hợp bên ngoài hàng rào trong cùng trước khi cùng nhau rút đi. Thời gian chậm trễ cho phép chỉ là 5 phút, không hơn. Cuộc rút lui bắt đầu với mỗi thành viên bám theo dấu vết người bò ngay trước mình trên đúng lộ trình mà họ đã đột nhập. Một người để lại dấu chân hoặc dấu tay và 19 người còn lại đặt chân và tay đúng vào dấu người đi đầu tiên để lại. Do lộ trình đã được khai thông nhiều lần, giờ đây nhóm rút lui nhanh hơn so với lúc họ đột nhập. Sau khi ra được bên ngoài, các chiến sĩ đặc công cùng chỉ huy của mình liên tục hướng về Long Bình và xem đồng hồ. Không khí lúc ấy căng thẳng như dây đàn. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, không khí căng thẳng như vậy bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn. Tiếp theo đó là các loạt nổ liên hồi từ đạn dược ở trong kho, soi sáng cả bầu trời. Mặt đất rung chuyển sau mỗi một tiếng nổ, sự chấn động lan xa tới 30 cây số. Vậy là 2 năm đã thu được thành công lớn, kẻ thù đã hứng chịu tổn thất cả về người và của một cách nặng nề. Và đặc biệt là ta thì không một chiến sĩ đặc công nào phải hy sinh. Đặc công Việt Nam bằng tài năng, bằng lối đánh, bằng tình yêu nước đến không ngờ, đã khiến cho quân Mỹ khốn đốn không biết bao phen. Nên chúng sợ hãi các anh là phải rồi, các anh cứ làm cho chúng vài trận Long Bình thì chúng chỉ có mà té khói chạy khỏi Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, bây giờ chúng ta nhìn về quá khứ là để rút ra những bài học quý giá cho chính mình. Hy vọng rằng trong tương lai, quân đội Việt Nam ta sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những gì đang có, để rồi bất kỳ người nước ngoài nào khi nhắc đến cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ và nể phục. Các bạn có những cảm nhận gì sau khi xem video này, hãy bình luận ngay bên dưới nhé! Và đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.